Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tử vi tiết lộ, thời gian tới đây, Bính Thìn 1976, nữ mệnh, vượt qua đại hạn 49, nổ lực phát tài, đạt đỉnh giàu sang năm 2024. Ô hay một kiếp con người, trần gian thê thái thói đời điêu hoa, ai là bè bạn với ta, đắng cay chia sẻ mới là tình thân. Đến khi vướng cảnh nợ nần, ví thiêu túi dán mình cần họ quên, bè bạn như cái bấc đèn, vui tỏ buồn lụi thấp hèn cao sang. Bản mệnh thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc phước lộc quanh năm. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị cô bác đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, ai mà không mong mỏi mình sẽ có được cuộc sống đầy đủ, điều kiện vật chất, tiền tiêu thả ga, ấm no sung túc. Tuy nhiên, thực tế thì không phải ai cũng được ơn trên ban cho may mắn, gặp được quý nhân, vượt qua hoàn cảnh một cách dễ dàng. Và có những người thì đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc, không lối thoát. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng ở phía trước. Đặc biệt, sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao, cung mệnh cũng như là vận trình lưu niên thì con giáp tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm 2024 này là năm đại hạn 49 tuổi. Vậy năm 2024 có được coi là năm khổ tận cam lai, mà được ơn trên soi đường chỉ lối, ban cho nhiều cơ hội đội vận phát tài thoát khỏi nợ nần hay không? Làm cách nào để hóa hung thành cát? Trong năm 2024 này là một năm tài lộc sum suê, tiền vàng nhét chật két. Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay trên kênh Tử Vi. Xin mời quý vị cô bác anh chị cùng theo dõi và lắng nghe nội dung. Thời gian tới đây, Bính Thìn 1976, nữ mệnh, vượt qua đại hạn 49, nổ lộc phát tài, đạt đỉnh giàu sang năm 2024. 1. Thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Bính Thìn thường gọi là thiên thượng chi long, tức rồng trên trời, cung chấn trực kiên, mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mục, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, ba chúa ngọc độ mạng, thiên can, bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, thìn, tam hợp, thân, tý, thìn, tứ hành xung, thìn tuất, sửu, mùi. Bính Thìn với nạp mờ hành thổ, do can bính hỏa, ghép với chi thìn thổ, hỏa sinh nhập thổ, tức can sinh chi, ngũ hành nạp mờ và cả can chi đều tương hợp. Vậy nên Bính Thìn thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu kỷ, sinh giờ sửu, mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Tuổi Bính Thìn nữ mệnh là mẫu người tinh tế, biết tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng khi cần thiết, họ rất kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Họ còn là người khá nhạy cảm trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Phụ nữ tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, còn là người có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ, nhẫn lại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực, thì chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Bính Thìn mệnh thổ rất lương thiện, dễ mủi lòng. Đây là bản tính của họ,
chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tùy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống họ khá nhiều bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nữ mạng rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp với vẻ ngoài thanh lịch. Họ dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là những người khác giới. Nụ cười luôn rạng người trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy, bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng. Nhận nhân hậu đôi lúc đa sầu, đa cảm, họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh, sóng gió, nhưng giai đoạn trung vận, tuổi Bính Thìn từng ngày gặt hái được nhiều thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít người tuổi Bính Thìn chưa đến 40 đã có tất cả. Nhìn chung, một khi tuổi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì, thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Nhưng họ cũng có một nhược điểm là một khi cảm thấy chán chường, mệt mỏi, họ trở nên yếu ớt và có thể bỏ ngang tất cả mọi thứ trước đó. Những lúc này, chỉ cần có những người thân, người bạn luôn ở bên cạnh, kiên trì động viên và cổ vũ, thì những cô nàng tuổi Rồng sẽ có thêm động lực lớn lao để vượt qua hết thảy. Nguồn động lực đó tạo ra sự an tâm rất lớn cho Bính Thìn, là chìa khóa để họ bứt phá mọi hoàn cảnh chông gai. Thế nên, trải qua chặng đường đó, mỗi một năm trôi qua, Bính Thìn lại phát hiện lên một bậc, gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, tiền bạc tích lũy được cũng rất nhiều. Càng lớn tuổi, nữ mệnh tuổi Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, cuộc đời viên mãn. 2. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Bính Thìn trong năm 2024. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, khi bước sang năm 2024 sẽ phải đương đầu với năm tuổi của bản mệnh và lâm vào cục diện thái tuế. Cho nên vận trình của người tuổi Thìn nói chung sẽ gặp phải những điều bất ổn và khó khăn. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng sẽ không ngoại lệ. Năm 2024 Bính Thìn sẽ khó có được cảm giác thảnh thơi, đúng nghĩa. Tuy nhiên, khác với các tuổi Thìn khác thì tuổi Bính Thìn có bố cục thiên địa bình hoa, ngũ hành lại tương sinh. Cho nên năm 2024 giảm đi nhiều khó khăn và gia tăng may mắn cho tuổi Bính Thìn. Dù phạm vài năm tuổi và thái tuế, những người tuổi Bính Thìn làm gì cũng có quý nhân che chở, sự nghiệp có thêm cơ hội thăng tiến. Dù vậy, Bính Thìn cũng nên lưu ý, năm 2024 cũng không nên quá háo thắng trong làm ăn, tránh tham gia vào các lĩnh vực có tính chất mạo hiểm, muốn làm giàu nhanh, như chúng ta thấy. Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 này, những người tham gia vào đầu phiếu đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc gửi lại vay ngân hàng quả thật sẽ mang trong mình đầy nỗi bất an và lo lắng. Chưa hết là có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng ngày đêm lo lắng cộng dồn với đó là các khoản phí bảo hiểm,
Bảo hiểm nói vay và lãi suất vẫn tăng dài. Đó cũng là gánh nặng cho tất cả các con giáp Phạm 5 tuổi, cùng với đó là năm đại hạn lớn nhất trong vận trình đời người, nên Bính Thìn cần lưu tâm nhiều hơn về phương diện tài chính và sức khỏe. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về đại hạn 49 tuổi có gì nguy hiểm. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới, hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh vì sẽ không ít những sự kiện lớn, đầy thách thức được xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì tại sao ông bà ta lại có câu nói 49 chưa qua 53 đã tới? Ở giai đoạn này, điều gì làm nên những vận hạn xấu? Tại sao nó lại xấu? Xấu tại vì đâu? Theo quan niệm dân gian thì mỗi người đều trải qua những tuổi hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng thông thường vào năm hạn sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu. Nhưng xem tử vi 2 tuổi 49 và 53 là tuổi hạn nặng nhất trong đời người, trong dân gian có nhiều cách giải. Vì sao tuổi 49 và 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn? 49 tuổi tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. 53 tuổi tương ứng nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn xương khớp, âm là tối, đen, nước, hiểm trở. Chủ về ốm đau, bệnh tật, nhẹ thì phải điều trị liên quan tới dao kéo, nặng thì có thể khó qua khỏi. Ngoài ra, 49 tuổi, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyền. 53 tuổi, đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la. Đây cũng đều được coi là những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên, mới nói hạn 49, 53 thường gặp hạn về tang chế, về sức khỏe, về bệnh tật, hoặc may mắn hơn, chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế. Từ tuổi 49 và 53 trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe vì khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng nên sinh ra nhiều bệnh tật. Riêng phụ nữ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh nên tuổi này tâm lý bất ổn, hay cáu gắt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ù tai, kinh nguyệt thất thường, hay bị bốc hỏa và cảm giác lạnh trong người xen kẽ. Đối với nam giới cũng dễ mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu, và do đó nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ trẻ nên hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này, để sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe khi ở tuổi 49. Khi làm được điều đó thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo. Giai đoạn 49, 53 không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ tới 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý. Nếu làm được như vậy, thì năm hạn 49 này hay 53 cũng không có gì phải đáng lo ngại nữa. Tiếp theo, xem tử vi 2024 của nữ mạng, tuổi Bính Thìn, theo can chi ngũ hành, xét về thiên can, Bính gặp sát là Bình Hòa, 2024 này không phải làm năm quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại, có tốt xấu đan xen, đường số vẫn đạt được ít nhiều thành công. Theo kế hoạch, xét về địa chi, tuổi Thìn bước vào năm tuổi, vận khí có thăng trầm nhất định, nhưng vẫn còn cơ hội để tỏa sáng. Tài lộc có ra có vào, biết chi tiêu hợp lý vẫn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh vận khí vượng, lúc khó khăn nguy khốn, có người đứng ra ứng cứu, công việc tưởng chừng vất vả nhưng lại thu về thành quả đáng mừng. Tiểu kết, xét về mối quan hệ can chi và ngũ hành với năm 2024, nữ mạng Bính Thìn, sinh năm 1976, được dự báo sẽ có một năm Giáp Thìn bình hòa, có nhiều cơ hội để phát triển, song mọi thứ cần sự nỗ lực nhiều hơn mới đạt được kết quả tốt.
tài lộc có thu, có chi, cần cân đối thu chi, tập trung tích lũy đảm bảo cho tương lai. Thứ hai, xem tử vi Bính Thìn, sinh năm 1976 nữ mạng, theo sao hạn, sao Thái Âm thuộc chòm sao Bắc Đẩu Tinh, tính âm thủy, tên thường gọi là Nguyệt, sao Thái Âm là các tinh trong tròn trung thiên đầu, hỏa khí là Phú Dầu và tài bạch chủ cung Điền Trạch. Tiền tài của sao Thái Mờ được do tích lũy dần, một thời điền bạc ổn định, thuộc tính âm dương của sao Thái Âm là âm thủy, là tinh túy của nước. Sao Thái Âm thường mang tới cho người phụ nữ sự điều hòa luôn vui vẻ, hạnh phúc, có tiền tài và được thỏa mãn những ước mơ của mình. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dơ ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm còn tượng trưng cho mặt trăng với ý nghĩa soi sáng tỏ trường. Trong năm nếu có sao này chiếu mệnh thì vận hội thành công như vũ bão. Năm có sao Thái Âm chiếu chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt, trong năm được sao này chiếu mệnh nên bản mệnh làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản như mua bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng sẽ nhận được nhiều các lợi. Từ đó, thu bội tiền bạc. Nhìn chung, những người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời tươi sáng. Tuy nhiên, nếu sao Thái Âm hãm địa đồng cung với Văn Khúc thì phần lớn làm nghề tự do, sao này mất ánh sáng ở các con giáp Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Trong khi đó, các con giáp Dậu, Tuất, Hợi, Tý là miếu địa, vượng địa và cung Sửu, Mùi. Có sao Thái Dương đồng cung là chỗ bình hòa, thêm cát tinh cũng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi. Ngoài ra, nếu sao Thái Âm ở cung Tận Ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, vong thấp, sa biểu, chứng nước, can vượng, cận mắt. Bên cạnh đó, sao sẽ tối kỵ đồng cung với sao Dung Nhẫn, tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong. Sao Thái Âm ở Điền Trạch chủ về giàu có, nếu sống gần các vùng đất thấp, ít ánh sáng, gần sông hồ, khe suối, giếng nước thì tốt hơn. Vì vậy, trong năm được sao Thái Âm chiếu, mạng, Bính Thìn nữ mạng dù được thuận lợi, nhưng cũng không nên chủ quan, tiền tài dư giả nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí lên mặt với người. Vào tháng kỵ nhất là tháng 11, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hành. Thứ ba, xem tử vi nữ mệnh, tuổi Bính Thìn theo niên hạn là Tam Kheo. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần an để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề. Nếu gặp phải, hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn, Huỳnh Tuyền người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng lưu vong, Tam Kheo đau mắt để phòng tay chân. Vậy là có thể thấy gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt, tay, chân. Do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn, bất lợi sẽ dồn tới. Nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước, vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết, nên tránh những hoạt động kinh doanh để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền, mất CUA, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác,
bạn sẽ phải hao tốn tiền của đi thuốc thang chữa trị. Không những vậy, còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc kinh doanh, không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì huỳnh tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết, nữ mạng Bính Thìn may mắn có các tinh thái âm chiếu mạng nên đời sống tinh thần có nhiều sự cải thiện tích cực trong năm 2024. Các phương diện cuộc sống ít nỗi buồn phiền, có thể yên tâm làm việc của mình. Tiền bạc không cần phải quá căn ke. Bản mệnh có lộc về đất đai, có thể tập trung làm ăn theo hướng này, nhưng chớ nên bất chấp. Ngoài ra, nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, thường xuyên tập thể dục và đi khám sức khỏe định kỳ để chủ động trong việc phòng tránh bệnh tật. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Bính Thìn nữ mạng. Năm 2024, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn nghĩa là trâu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ khó khăn vất vả. Trong năm nay, bản mệnh nên cẩn trọng cho việc làm ăn. Chắc như đinh có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều thời cơ tốt trong kinh doanh thương mại, cầu qua lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa tạm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ốm đau, tai nạn thương tâm. Tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút trộn lẫn cả hai nên tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỉ thêm người. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Bính Thìn nữ mạng. Theo tuổi mờ, tam tai 2024, năm cuối tam tai là một năm để hồi phục và chờ mình mạnh mẽ trên bước đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh. Năm nay, tài lộc bắt đầu trở lại, Bính Thìn sẽ có cơ hội thăng tiến, gặp nhiều may mắn hơn. Nhưng lưu ý trong năm này, bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Kim Lâu 2024, tuổi Bính Thìn không phạm Kim Lâu, nếu muốn tiến hành xây dựng hay mua bán nhà cửa đều được. Hoàng Ốc 2024, tuổi Bính Thìn không phạm Hoàng Ốc, khi tiến hành làm nhà trong năm. Tiểu kết, nữ mạng Bính Thìn bước sang năm tam tai thứ ba là năm của sự hồi phục, lại không phản Kim Lâu Hoàng Ốc nào trong năm 2024, nên có thể yên tâm đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Bính Thìn nữ mạng bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nữ mệnh tuổi Bính Thìn 49 tuổi mờ lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành. Bản mệnh, thiên can, địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên Ngưu Hồi Sơn cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp. Tuy là năm hạn tuổi, nhưng có ngũ hành bản mệnh tương sinh với năm mệnh, tứ trụ thiên hòa địa hợp. Vậy vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Bính Thìn nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi Bính Thìn nữ mệnh năm 2024, sự nghiệp có bố cục chiêu thần đi vào cung mạng thiên thần hay còn gọi là thiên ấn. Nó mang trong mình sứ mệnh bất phàm, nghĩa là tử vi người tuổi Bính Thìn năm 2024 sẽ khá đặc biệt. Về công việc, bạn phát huy được năng lực của chính mình, ý tưởng sáng tạo độc đáo, có khả năng lĩnh ngộ cao nên dễ dàng đạt được mục tiêu công việc đề ra. Tuy nhiên, thái tuế trong năm thúc đẩy cái tôi của con giáp này bành trướng thái quá, thiếu đi sự quan sát tổng quan, kèm với đó là phá hủy các mối quan hệ xã giao. Lời khuyên dành cho bản mệnh là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo công việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành xử nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, năm 2024 sẽ là một năm nhiều thách thức, cùng với đó là cơ hội cho con giáp này. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá thêm tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiệp do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực vẫn còn hy vọng cho tuổi Thìn. Khi kết tinh thiên ấn đồng hành,
bản mệnh cứ phấn đấu hết mình sẽ có ngày thành công tới. Về mặt tài vận của Bính Thìn, sinh năm 1976 năm 2024, tử vi Bính Thìn 2024 về tài lộc. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 sẽ có nguồn thu nhập đảm bảo. Ngoài ra, sự nhạy cảm của bạn với tiền bạc cũng mạnh hơn rất nhiều nên cơ hội kiếm tiền luôn bày ra trước mắt. Bạn có sở trường là điều tra, tìm hiểu nên việc nắm bắt tin tức đầu tư sinh lời luôn mang về cho bản mệnh nhiều khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở con giáp này dù có kiếm được tiền cũng phải tiết kiệm, tích lũy cho riêng mình một khoản để đề phòng những bất trắc, rủi ro có thể xảy ra trong năm 2024. Vấn đề lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Nếu là dự án đang được thực hiện dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan, quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả trì lẫn trải. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần. Về mặt tình cảm của Bính Thìn, sinh năm 1976 năm 2024, tử vi Bính Thìn 2024 về mặt tình cảm sẽ không được tốt như các mặt còn lại. Bạn có thiên hướng cô độc và rời sang cộng đồng. Trong tình yêu, người này không thuộc trường phái cống hiến. Đối với người thân trong nhà thì rất nghiêm khắc và lạnh nhạt. Bạn luôn thoát ra một cảm giác khó gần gũi. Trong năm bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bột phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về mặt sức khỏe của Bính Thìn, sinh năm 1976 năm 2024, tử vi Bính Thìn 2024. Về mặt sức khỏe là năm mà dạ dày và da của bạn sẽ gặp nhiều vấn đề, có điểm họa huyết quang nên cần phải cẩn trọng. Bên cạnh đó, cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Bạn có thể áp dụng các bài tập khí công, yoga, dưỡng sinh để cải thiện sức khỏe cho mình quý vị nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm, cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang trong mọi tình huống. Con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè xung quanh. 4. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Bính Thìn, sinh năm 1976. 1. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu. Nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm được sao Thái Âm chiếu mạch. Bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân, tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi. Bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách giải hạn huỳnh tuyển năm 2024 về sức khỏe. Nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Đối với người bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối mỡ và chất kích thích, vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Công việc làm ăn hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước,
tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Tiếp theo là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Thìn nữ mệnh. Trong năm 2024, cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực, rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó. Đối mặt với khó khăn, chớ nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn và trưởng thành hơn. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế. Hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này. Chúc quý vị luôn vững vàng và mạnh mẽ vượt qua sóng gió của cuộc đời. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thời gian tới đây, Bính Thìn 1976, nữ mệnh, vượt qua đại hạn 49, nổ lộc phát tài, đạt đỉnh giàu sang năm 2024, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là lời Phật dạy về sự khiêm tốn, đức hạnh. Khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Tử vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay. Chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, lượng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại. Lê biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới,
ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật, dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người, càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay, tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có, phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát, bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y, thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn, trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha,
và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.